Xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, đặc thù công việc văn phòng là thường xuyên ngồi một chỗ, tiếp xúc nhiều với máy vi tính và các loại thiết bị văn phòng khác, do đó có thể gây ra một số tai nạn khi làm việc. Vì vậy, để hạn chế những tai nạn có thể xảy ra trong khi làm việc, tôi xin đưa ra một số lưu ý sau. Thứ nhất, ngồi làm việc phải đúng tư thế, không nên làm việc liên tục quá 1 giờ, hãy nhìn ra xa trước khi rời máy. Thứ hai, thường xuyên vận động cơ thể, gân cốt và quan trọng nhất là đừng để cơ thể quá mệt mỏi. Hãy giảm sự căng thẳng khi làm việc. Đau nhức lưng cổ, bả vai do tư thế ngồi không đúng hoặc do ghế ngồi không có độ điều chỉnh phù hợp với tầm vóc, mỏi cổ tay, ngón tay hoặc co rút ngón tay và tay là do đặt bàn phím không thích hợp hoặc sử dụng bàn phím với kích thước nhỏ. Thứ ba, không nên để ánh sáng rọi vào mắt người làm việc, nên lắp rèm hoặc mái hiên để ánh sáng mặt trời không chiếu vào máy và ánh sáng cửa sổ không lọt vào màn hình. Thứ tư, nên sắp xếp gọn gàng các trang thiết bị trong văn phòng để tránh trang thiết bị trong phòng làm việc che chắn lối đi gây chấn thương. Thứ năm, phòng làm việc nên có ánh sáng vừa phải, ít màu sắc nhất, đừng để tiếng ồn gây khó chịu khi làm việc. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý khi ngồi làm việc trong văn phòng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.